cảm ơn tất cả các em với những tình cảm của mình đã gửi gắm vào những bó hoa tươi thắm đến các thầy, cô, các quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, trong tháng 11 năm nay, trường ta đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong đó có phong trào làm báo tri ân các thầy, các cô, tôn vinh về người thầy, ca ngợi vẻ đẹp và tình yêu quê hương đất nước, mái trường, bạn bè. Đã thực sự là một phong trào lôi cuốn được sự quan tâm, đầu tư của các tập thể, cá nhân, các em học sinh. Trước khi tổng kết các phong trào thi đua, sau đây xin kính mời cô Bùi Thị Vân thay mặt cho ban giám khảo lên bình báo của các em. Kính mời cô.